vụ gian dối thế kỷ. Tính tới nay, Apple đang đối mặt với 60 vụ kiện tập thể liên quan tới hành vi bóp nghẽn tốc độ iPhone. Tại một số quốc gia, tình thế đang diễn biến theo chiều hướng bất lợi cho Apple. Đơn kiện mới nhất được nộp lên tòa án liên bang North California, cáo buộc Apple phải chịu trách nhiệm cho cái gọi là một trong những vụ gian dối người tiêu dùng lớn nhất lịch sử. Hành vi bóp nghẽn iPhone diễn ra có chủ đích từ tháng riêng 2017. Cuối năm đó, Apple thú nhận đã tích hợp phần hạn chế hiệu năng trong iOS phần mềm này được gọi với cái tên mỹ miều tối ưu hiệu suất hoạt động, bao biện cho hành động trên. Apple nói rằng phần mềm là cần thiết để xử lý tình trạng pin iPhone giảm hiệu suất theo thời gian. Thực tế, việc bóp nghẽn hiệu suất chỉ xảy ra với iPhone cũ. Nhiều đơn kiện cáo buộc động cơ của Apple là kiếm tiền, làm chậm iPhone đồng nghĩa với việc thúc ép người dùng mua máy mới, bởi họ không thể chịu nổi tốc độ rùa bò của iPhone cũ. Apple chưa đưa ra bình luận về vụ kiện mới nhất, như thường lệ, hãng này không đả động tới những vụ công kích nhắm vào mình.